Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi video. Ở những video trước, tôi đã chia sẻ cùng quý vị bán BUSD ra VNDC trên cái sàn PancakeSwap. Tiếp theo video này, tôi xin chia sẻ cùng quý vị rút VNDC từ cái ví Sepo về cái ví Alert. Xin mời quý vị cùng theo dõi video. Tôi sẽ vào cái ví Alert. Ở đây tôi đã đăng nhập sẵn vào ví rồi. Tôi sẽ chọn vào VNDC. Chọn vào nhận. Ôm mạng lưới, tôi sẽ chọn cái mạng lưới là BEP20 BNB Smart Chain. Rồi bây giờ tôi sẽ sao chép cái địa chỉ này. Tôi sẽ mở cái ví Sepo này. Ở đây tôi đã chuẩn bị sẵn VNDC BEP20 ở trên cái ví Sepo và tôi sẽ rút về cái ví Honor. Quý vị cần có BNB BEP20 để làm phí mạng. Rồi tôi sẽ chọn vào VNDC. Chọn gửi. Ô thứ nhất, dán địa chỉ vừa copy bên cái ví Alert vào. Ô số lượng, nhập số lượng hoặc chọn tối đa. Chọn tiếp theo. Ở đây có 3 cái mức phí ga. Mức chậm, mức vừa và mức nhanh. Tôi sẽ để mặc định. Rồi, chọn vào tiếp theo. Phí ở đây vào khoảng 0.23 USD, tương đương với lại 0.0005 BNB. Xác nhận. Quý vị có thể chờ khoảng độ 1 đến 2 phút. Trong khi cần chờ đợi, quý vị có thể vào đây để kiểm tra. Rồi, bên ví Sepo đã báo thành công. Quý vị có thể vào View Block Exposure để xem là chính xác. Rồi. Đây là một cái trạng thái giao dịch đã thành công. Phí giao dịch rất chi là thấp. Thực tế phí giao dịch ở đây chỉ là 0.00025662 BNB, tương đương với lại 0.11 USD. Rồi bây giờ tôi sẽ mở cái ví Alert này và tôi kiểm tra xem nào. VNDC. Đó, quý vị thấy đây này, giao dịch đang được xử lý 52,791 VNDC. Tôi vừa rút từ cái ví Sepo về cái ví Honor. Rồi, quý vị có thể chờ khoảng 1 phút đến 2 phút thì VNDC nó sẽ hiển thị trên cái ví Alert. Hiện tại, mạng lưới đang xác nhận. Ok, và đến đây tôi xin kết thúc video này. Nếu thấy video hay và bổ ích, quý vị hãy like, đăng ký, chia sẻ kênh. Xin cảm ơn.